Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, chúc mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cái ngày mới. Đây, hôm nay Thành sẽ review cho anh chị em xem một số trà màu má trắng đó. Hàng vùng này rất là dài nha mọi người nha. Đây là chuồng số 1 đó. Thì trong cái chuồng này có mấy con nó sổ cũng dữ lắm nhưng mà em chưa có tách ra được ha mọi người ha. Thì cái chuồng này 10 con nha, chuồng này có 10 con ha. Giá là 170k một con nha mọi người nha. Ở chuồng này có 10 con. Đó, rất là dài nha mọi người nha. Đây em sẽ quay nó sẽ sát lại cho anh chị em mình cùng xem nè. Đó, anh chị em nào ở tỉnh á, thì vui lòng chuyển khoản trước giúp Thành nha. Rồi Thành sẽ gửi chim ra các cái nhà xe. Đó thì thường á, là Thành sẽ gửi những cái xe khách thì xe khách nó sẽ liên hệ lại với lại quý anh chị em coi như là gần ở đâu đó thì nó sẽ giao cho anh chị em ha. Tiện đôi đường. Đó, ví dụ như tiện cho xe và cũng tiện cho anh chị em. Đó, nhận đầu cho nó thuận tiện. Rồi, đây là chuồng số 1 nha, có 10 con nha. Chuồng số 1 này có 10 con ha, đồng giá nha. Đó, 170k một con bán nguyên chuồng này 10 con nha. Đó, hàng rất là dài vừa mới ra thì cái dòng này anh chị em chịu khó nè. Cho nó ăn chuối rồi sau đó cho nó ít cám gà vô nha. Đó, để cho nó nở ra ha. Cho nó nở ra. Đó, những cái hàng này thì nó có cám vô là nó nở ra dữ lắm nha mọi người nha. Đó, hiện tại em đang tập đây nè, em đang tập cám nè. Đó, tập cám cho nó ăn ha, cho nó khỏe. Cái thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là nó có thể nở ra được, tướng nó sẽ to ra ha. Đó, dài thì anh chị em có thể thẩm định được rồi ha. Đó, hiện tại bây giờ thì nó là má trắng. Đó, rất là dài nha. Tướng rất là dài. Rồi, tiếp theo đây là cái chuồng số 2. Chuồng số 2 này thì phải nói là có được khá là nhiều những cái con, phải nói là nó xòe rất là to luôn nha mọi người nha. Đây, đây chuồng số 2 cũng là 10 con luôn nha. Đó, có vài con phải nói là xòe rất là to luôn. Đây có một hai con thì lông má của nó đang chỗ đỏ đỏ lên tí xíu à. Hơi hường hường lên thôi ha. Đây là chuồng số 2 cũng 10 con luôn nha. Đó, hiện tại thì em cũng thả ít cám với lại chuối vô đây cho nó ăn. Cái thứ nhất là đỡ hao chuối, cái thứ hai là nó có cám thì nó sẽ coi như là rất là khỏe mạnh ha. Đó, chuồng này cũng 10 con luôn nha mọi người nha. Đó thì em sẽ cố gắng tranh thủ review cho anh chị em xem một số trà màu má trắng ha. Đó có nhiều con nó chỗ lông ra lưng cánh rồi đen thui luôn rồi mọi người. Rồi tiếp theo đây là cái chuồng số 3 thì nó hơi tối một tí xíu nha mọi người nha, anh chị em thông cảm giúp em. Đó, do là mưa bão áp thấp nhiệt đới đủ kiểu con đà điểu hết. Đây chuồng này cũng 10 con luôn nha. Có thì chuồng này có mấy con phải nói trông rất là to luôn mọi người, trông nó rất là to ha. Đó đây chuồng này chuồng thứ ba nha, cũng có 10 con nha. Đó vẫn cái chiêu cũ coi như là vẫn là cám với lại chuối em để chung cho nó ăn nha mọi người nha. Ở chuồng này thì cũng có mấy con phải nói xòe rất là to. Đó, chuồng thứ ba. Rồi tiếp theo chuồng này là chuồng thứ tư nha mọi người nha. Chuồng thứ tư này thì cũng có 10 con luôn nha. Thì em hiện tại thì em để coi như là 4 chuồng. Mỗi một chuồng 10 con như thế này cho anh em lựa chọn ha, cho nó dễ ha. Đó, rất là đẹp, rất là dài luôn nha. Chuồng này cũng là 10 con. Rồi tí xíu em sẽ quay những cái chuồng 5 con, rồi chuồng 2 con. Đó, nói chung là em sẽ chia ra nhiều cái option để cho anh chị em mình có thể chọn lựa cho nó dễ ha, hợp với lấy lại cái túi của mình, hợp với lại cái ví của mình. Đó. Rồi, bữa nay là em được 3 chuồng, mỗi một chuồng là 15 con nha. Đó thì hôm nay em tách ra 3 chuồng. Mỗi chuồng là 15 con. À, xin lỗi mọi người. Một chuồng 15 con nhưng mà em tách ra 3 chuồng là mỗi chuồng 5 con. Đó, nói cho nó rõ và nó kỹ ha. Đây là chuồng 5 con số 1 nha. Đó, những cái con này nó tục rất là dữ ha. Đó, có con đứng ngay chỗ hình như trái chuối hay con đang nhảy qua nhảy lại. Đó, con nó tục tục dã man luôn mọi người. Có những cái con này thì có nhiều con nó sổ 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 giọng hết rồi nha, nhưng mà không có khó theo dõi lắm tại vì con nào nó cũng như con nào hết. Đó, hàng này thì giá rẻ cho nên là chị coi như là bán cho anh chị em bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân thôi nha. Đó, và cái thứ hai nữa là đó đó còn đu trên trái chuối mọi người, đó còn đu trên trái chuối đó, còn nó sàn dữ lắm đó.
Rồi thì nhanh gọn lẹ cho anh chị em nha. Thì 5 con giá là 950 cành nha mọi người nha. 950 cành 5 con nha. Đó. Khá là dài ha. Thì cái dòng này anh chị em chịu khó nhớ nha. Về cho anh trái cây và nhớ trộn cám vô cho nó nha, cho nó ra hình ra hài ha. Đó, đây là chuồng số 1 5 con nha. Một chuồng 5 con. Rồi tiếp theo, chuồng này 5 con nữa nè. Đây. Chuồng này có 5 con nữa nè. Đây, đấy. 5 con nè. Đó, cũng có khá con có. Đây, chuồng này chuồng thứ 2 5 con nha mọi người nha. Chuồng này là chuồng thứ 2. Đó. Đã chưa? Đây 1 2 3 4 rồi còn con. Còn con đứng dưới nè. Đây 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 đó. Đó 5 con ha, 1 2 3 nè, một con bên tay trái nữa nè, đó, nó mới bay qua bay lại. Đó. Chuồng này là chuồng thứ 2 5 con nha mọi người nha. Rồi tiếp theo á, thì cái chuồng này là cái chuồng thứ 3 có 5 con luôn nha mọi người nha. Đây chuồng thứ 3 có 5 con luôn. Đó, 950 cành, 5 em nha mọi người nha. Wow, con đang đứng ăn chuối, con đó yếm nó đã ha, yếm rất là đậm và sâu ha. Đó. Có mấy con luôn, yếm rất là đẹp ha. Chuồng này chuồng thứ 3 nha. Có mấy con yếm rất là đẹp. Đó, đó con đang ăn chuối, yếm rất là đậm, dài. Ô là trời nó đói, má ơi nó đói. Con đang nhảy yếm cũng rất là đẹp luôn nè. Đó 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 con mới nhảy qua. Đó, cái con mà nó bị hình như là bị thiếu thiếu cái lông lông lưng hay lông cánh á. Đó, hai con đang đứng ăn chuối yếm rất đẹp nha. Đó, chuồng chuồng thứ 3 5 con nha mọi người nha. Rồi, chuồng số 1 2 con. Đó, chuồng số 1 này 2 con mẫu rất là xòe luôn nè. Đây, chuồng số 1 2 con. Đó. Đó, có hai con nó tục rất là dữ ha. Đó. Rồi, hai con là 400 cành nha mọi người nha. Chuồng số 1. Rồi tiếp theo chuồng số 2. Wow. Đó, có hai con ha. Chuồng số 2. Rồi, số 2 nha. Đây chuồng số 2. Mấy con nào cũng tục khá là dữ ha. Chim má trắng mà phải nói là tục dã man thiệt. Rồi tiếp theo chuồng số 3 nè. Chuồng số 3 cũng hai con luôn nha. Đó, hàng vùng này thì anh chị em thấy ha, trướng rất là dài ha. Trướng dài, trướng dài lông mỏng. Đây, chuồng số 3 nha. Đó, đây, những cái số chuồng đều có ha. Đó, chuồng số 3 nè. Rồi tiếp theo chuồng thứ 4 nè. Đây. Rồi, chuồng thứ 4 nha. Đó. Ồ, chuồng thứ tư này cũng có mấy con nó tục nè, cũng hai cũng có con hai con nó tục ở cái con mà nhét nhét á. Ở cái hàng này chị anh chị em chịu khó mua về có chuồng lớn lớn, chuồng mét 2, chuồng gà hay là chuồng AV gì đó thả vô ha. Nó cho nó ra lông đầy đủ sống đầu lúc đó là tính tính tới chuyện tương lai được đó. Rồi tiếp theo chuồng thứ năm nè. Đây. Đấy, cái lô mái trắng ngày hôm nay con nào cũng sổ bọng hết rồi nha. Nhưng mà không có bảo hành nha mọi người nha. Đó anh chị em nghe ha, dân nào mà nói chung là rành mà chơi trầu màu chỉ cần nghe nó tục là một, nhìn cái yếm là hai thôi. Đó, hàng này chỉ có 400 cành hai em thì đừng có hỏi là Thành ơi bao trống không. Dạ không có bao cái gì hết nha, chỉ có nước lấy bao hốt về nuôi thôi chứ hàng này mà bao cái gì. Đây chuồng số 5. Úp, có con xòe rất to luôn. Đây đây, má ơi nó xòe dã man này. Đó đâu còn đứng bên tay phải á, còn nó trồng rất là gấu ha. Đây là chuồng số 5 nha. Rồi chuồng số 6 nè. Chuồng số 6 này chưa chịu ăn nè mọi người, chuối mới tinh luôn chưa chịu ăn. Màu mỏng đẹp không? Đó mỏng rất là dài ha. Đó, còn bên tay phải ha, nó đang tục. Đây 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 sao cái con bên tay phải nó nhét nó cụp mọc nhưng mà con đó nó tục rất là dữ ha. Đó, con đang đứng bên tay trái á. Đó. Đây là chuồng số 6 nha, hai con nha.
Rồi, đây, chuồng số 7. Chuồng số 7, hai đứa luôn nha. Đó, anh chị em nào đi mua trâu mèo ha, lựa những cái con nào nó phải lanh lẹ ha, nhảy liên tục là cái khả năng của nó trống rất là cao. Cái thứ hai, yếm đậm, yếm khít đó. Rồi cái thứ ba, lựa nào lên mồng đó. Đây chuột số 7 nha. Má cái con bên tay trái nó dã man thiệt chứ. Đây, đây. Thường là những cái con trống nó rất là lanh luôn mọi người. Em bán chào mèo em cũng biết lâu rồi. Mình thợ nó cũng chỉ em rồi. Rồi, chuồng này là chuồng thứ 8 nha. Hai con đó. Rồi. Chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và chúc sức khỏe tất cả mọi người. Và thật nhiều bình an trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại ha. Đó, chuồng này chuồng thứ 8 nha mọi người nha. Chuồng thứ 8. Rồi.